Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phục vụ và gia đình đang viên thân mến, trong bầu không khí của mùa Giáng sinh vẫn còn là niềm vui thì hôm nay chúng ta quy tụ nhau đến đây để dâng thánh lễ an táng, làm ý thức cuối cùng đối với người Công giáo cho ông Giuse Trần Văn Hoạch. Ông đã kết thúc cuộc đời trần thế với 57 tuổi. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin lòng từ bi thương xót của Chúa sớm đưa linh hồn ông Giuse được hưởng nhân thánh Chúa, và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người thân yêu, các con của ông còn sống ở trần gian này tiếp tục hành trình trong niềm tin tưởng. Ở đây chúng ta cùng thành tâm sám hối những thiếu sót lỗi lầm của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Lạy Chúa là đứng thương xót kẻ có tội và là hạnh phúc của các thánh trong tình nghĩa nhân loại, hôm nay khi cử hành nghi thức an táng cho tôi tớ Chúa là ông Giuse Trần Văn Hoạch, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa được dự phần ân phúc với các người Chúa chọn, để khi đã được giải thoát khỏi những ràng buộc của sự chết, tôi tớ Chúa được đến trình dường trước tôn nhan Chúa trong ngày sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Khôn ngoan. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng thực hình nào động tới được nữa. Bọn mưu sĩ coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải nhiều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt. Nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dậy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa,
và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Những ai trông cậy vào người sẽ ác tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người. Vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lời Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì vậy, vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, vì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, vì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì sẽ không bao giờ chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ dùng ngôn này: Nước trời giống như người trinh nữ cầm đèn đi đón chàng về. Trong số đó có 5 cô cờ dại và 5 cô khôn ngoan. Các cô cờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn các cô khôn ngoan mang đèn cùng với bình dầu. Vì chàng về đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ bạn. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng về đến, hãy ra đón người. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ đều trỗi dậy và sửa soạn đèn của mình. Các cô cờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn chúng em tắt rồi. Các cô khôn ngoan đáp lại: Sợ không đủ cho chúng em và các chị. Các chị hãy ra hàng và mua thì hơn. Đang khi họ đi mua thì chàng rể đến. Các cô đã chuẩn bị sẵn sàng được theo. Chàng rể vào tiệc cưới và đóng cửa lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: thưa ngài, xin mở cho chúng tôi. Nhưng chàng rể đáp lại: Quả thật, tôi nói cho các cô hay, tôi không biết các cô. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Chúa gọi chúng ta về với Chúa cũng là được gọi là ngày mùng công. Và giống như khi làm xong một ngôi nhà mới,
thì chúng ta có ngày hồi công, thì Chúa cũng sẽ thưởng công cho chúng ta nếu biết ăn ở xứng đáng chức vị là người con của Chúa. Thưa cộng đoàn, Tagore, một đại thi hào của Ấn Độ, cho chúng ta một cái nhìn rất lạc quan về bài đó. Ông cho rằng con người như một diễn viên được mời dự đại hội trần gian, và khi vở kịch kết thúc thì bức màn sân khấu khép lại, chúng ta mới sống thật vai trò của mình. Trên sân khấu cuộc đời, mỗi người đều có một vai diễn: người làm cha, làm mẹ, làm giáo viên, hay là công nhân, hay là một người dân thường đi chăng nữa, thì tất cả đều phải sống đúng với bổn phận của mình. Và cái cách ví von thượng đế, một người là ví von rằng thượng đế giống như người mẹ đang cho con bú, và khi mẹ rằng ta ra khỏi bầu bú này thì mẹ lại ban cho ta một bầu bú khác. Thiên Chúa lấy đi sự sống trần gian là để cho chúng ta sự sống nước trời. Và vì thế, cái chết là một ngưỡng cửa cần thiết để chúng ta bước vào cõi sống. Ở đó chúng ta không bao giờ phải chết nữa. Kính thưa cộng đoàn, tuy nhiên, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, những người vô thần hay nhiều người chúng ta cũng hay đặt ra câu hỏi, vậy thì sau khi chết, chúng ta sẽ đi về đâu? Thì trước luân hồi của Phật giáo, người ta tin rằng vong hồn sẽ đầu thai vào một thân xác nào đó và trở thành một kiếp khác. Và giáo lý nhà Phật gọi là cái vòng luân hồi, nó giống như cái bánh xe nó luân chuyển mãi, đến khi làm linh hồn rút sạch hết bụng trần thì được đạt đến cõi niết bàn. Đó là giáo lý nhà Phật. Còn đạo Công giáo chúng ta, Đức Giê-xu chính là con đường cứu độ, Đức Giê-xu là chính đạo, là chân lý, là sự sống vĩnh cửu. Và đối với người Công giáo, ai phải tin vào Chúa để được cứu độ thì phải nhờ vào Đức Giê-xu Kitô. Đức Giê-xu Kitô đã chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Còn con đường Phật giáo thì họ tự độ, tức là tự mình cứu lấy mình. Còn con đường của Kitô giáo chúng ta là chúng ta phải nhờ vào cây sự sống, đó là trên thập giá Đức Giê-xu, để chúng ta được cứu độ. Với những ai tin bằng việc đón nhận các bí tích, bằng việc tham dự thánh lễ, bằng việc dự đạo. Cho nên kính thưa cộng đoàn, chúng ta vẫn hay thường nghe người ta nói rằng là đạo nào cũng dẫn sống tốt, đạo nào cũng dẫn ăn ngay ở lại, thì điều đó hoàn toàn đúng, không sai. Đạo nào cũng thế, ngay cả đạo Công giáo chúng ta cũng phải dẫn yêu thương và ăn ngay ở lại. Nhưng cái khác biệt nhất của đạo Công giáo chúng ta so với các tôn giáo khác, đó chính là sự phục sinh, như là bài ca nhạc lễ mà ca đoàn vừa hát lên. Và chỉ có đạo Công giáo mới khẳng định cho chúng ta sự sống là như trong kinh kính, trong thánh lễ chúng ta vẫn thay đổi: tôi tin kính loài người ngày sau sống lại. Và Đức Giê-xu đã khẳng định cho chúng ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin ta cũng sẽ không chết bao giờ. Kính thưa cộng đoàn, trở lại cái bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta một sự chọn lựa giữa 10 cô trinh nữ và 5 cô khờ dại và 5 cô khôn. 5 cô khôn ngoan đã biết chuẩn bị những gì cho tiệc cưới để đón chàng về.
còn năm cô còn già đã không biết chuẩn bị, cho nên kết thúc cuộc đời của cô, của các cô là sự đau khổ. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta tiễn đưa một người con của giáo xứ, chúng ta là một người cha trong gia đình, người anh em đồng đạo về với Chúa. Không khi nào là quá sớm, cũng không khi nào là quá muộn. Bởi vì cái giây phút hiện tại chính là hồng ân chúng ta cần phải nắm giữ. Bởi đó là giây phút cứu độ. Và phương thế hữu hiệu nhất để khỏi làm hư hỏng cuộc đời mình, đó là dù lúc nào, dù tuổi nào, chúng ta hãy được còn gọi kết dính trọn vẹn vào giây phút hiện tại. Tức là chúng ta hãy kết trọn vào Chúa như là cái chốt cắm điện dính với dòng điện để phát tỏa được ánh sáng. Ông Giuse đã phải chiến đấu trong cuộc đời 57 năm, cũng đã phải chiến đấu với rất nhiều bệnh tật những năm cuối đời. Rồi cuộc đời của ông là một cuộc đời rất nhiều trăn trở. Trăn trở với cuộc đời, trăn trở với gia đình, trăn trở với làng xóm nghĩa thiết, trăn trở với chính người mẹ thân yêu của mình còn đang sống. Chúng ta xin ơn Chúa để thánh hóa, xin Chúa tha thứ những khiếm khuyết, những lỗi lầm cho ông Giuse, để trong cuộc đời 57 tuổi có nhiều đau khổ, nhiều trăn trở trong đời sống gia đình, được Chúa thương xót, được Chúa tha thứ. Bởi vì người chết thì không tự cứu được mình, nhưng chúng ta nhờ lòng từ bi Thiên Chúa, đặc biệt là những người còn sống, những người con, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ông Giuse để ông được sớm được nghe thánh Chúa, và xin Chúa thêm sức mạnh cho gia đình, người thân yêu của chúng ta, để giữa những bệnh độ bộ bề của cuộc sống, Chúa không vắng mặt. Xin đón nhận linh hồn Giuse vào nước trời. Xin chúng ta cùng tham dự thánh lễ này sốt sắng để cầu nguyện cho Giuse. Xin Chúa nhân từ thương đón nhận ông Giuse vào nước trời. Amen. Anh chị em thân mến, trước cái chết của Lazaro, Chúa Giêsu đã mặc khải người là sự sống lại và là sự sống. Hôm nay khi Chúa toàn nghĩa vụ đạo đức trong việc an táng và từ biệt ông Giuse, người thân yêu của chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn trung tín trao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu rỗi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng người
Chúa xót thương đưa vào vùng khúc quê trời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa khi đã chết vì tội,
chúng con lại được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Đức Kitô và được kêu gọi về sống với Người. Vì thế, cùng với các quyền thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian thầm ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: Danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn
chúng ta rằng nguyện rằng thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con lại xin Chúa cho tôi tớ Chúa là ông Giuse Trần Văn Hoành hôm nay đã lìa cõi thế, khi đã được thanh tẩy nhờ nghi lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được hưởng niềm hoa lạc phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng. Giờ đây chúng ta cùng hướng về linh cữu để cử hành nghi thức phó dâng và tiễn biệt. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa.
đêm, vì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thành. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho cõi tổ mộng và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở địa ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu ban cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn này vào. Xin cho các linh hồn này được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên hành. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó thác linh hồn người anh em chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn người anh em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Cha khi ông Giuse còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng ta nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Cha, và cũng xin cho chúng con còn đang sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an đủ nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người anh em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng Thank you.
các sơ tổng pho lô cơ ban chủ cùng cộng đoàn trong xứ, hôm nay gia đình nội ngoại con của gia tộc chúng con có chi nguồn, đó là em của chúng con nay Chúa đã gọi nơi an nghỉ mãi mãi, nơi gọi vĩnh hằng. Nỗi buồn và thương tiếc của gia đình chúng con không thể bù đắp được, song đã được cha về dâng thánh lễ an táng cho thân nhân của gia đình chúng con không biết nói gì hơn. Con xin thay mặt cho gia đình đa tạ và cảm ơn cha. Con cũng xin cảm ơn dòng Phaolô tới các ban chùm cùng toàn thể giáo dân trong và ngoài xứ đã đến cùng hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse được sớm hưởng tôn nhang Chúa. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu cảm tạ